Có thể nói, nét văn hóa ẩm thực của Mai Châu đã đi vào lòng các du khách bởi những đặc trưng riêng mà không nơi nào có được, bởi những nguyên liệu, những gia vị và phong cách chế biến tinh tế. Chính vì vậy mà Mai Châu Ecolodge, một khu nghỉ dưỡng sinh thái thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài, vẫn duy trì được thực đơn truyền thống của người dân bản địa mà không hề biến tấu theo hơi hướng hiện đại. Thậm chí, họ đã tận dụng khoảng không gian xanh của mình để trồng những nguyên liệu dùng để chế biến món ăn. Ví dụ như khu vườn lá cẩm này, họ thường dùng lá cẩm để tạo màu cho món xôi phục vụ thực khách, bởi loại lá này sẽ cho ra nhiều màu đẹp mắt. Để có thể hiểu rõ hơn về nét văn hóa ẩm thực truyền thống của Mai Châu thì hôm nay thì xin giới thiệu quý vị và các bạn có anh Khà Văn Long, là người dân bản địa và cũng là bếp trưởng của Mai Châu Ecolodge, sẽ giới thiệu cho chúng ta những cái món ăn truyền thống ở đây. Anh Long ơi, anh có thể cho khán giả truyền hình cũng như là em được biết được rằng là hôm nay thì anh sẽ giới thiệu đến những món ăn nào nhỉ? Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho khán giả những món ăn cá lam với xôi tam sắc. Anh ơi, vậy anh có thể nói rõ hơn về cách chế biến món cá lam này được không ạ? Cách chế biến cá lam thì mình sơ chế các nguyên liệu xong, dụ như giềng này thì mình thái xong mình băm nhuyễn như đây. Băm nhuyễn để ra đây đúng không ạ? Vâng. Và xả mình thái lát. Vâng. Đây là hạt bắc khén. Hạt bắc khén. Đây là cái hạt nó tự nhiên trên rừng. Vâng. Cây okay, tự nhiên trên rừng mình khi mình tẩm ướp, vâng, tẩm ướp cá, ừ, mình cho vào xong trộn đều. Cái tạo cái mùi thơm. À, mùi thơm đúng không ạ? Đây mình, cái hạt này mình có thể chấm. Vâng. Hạt là chấm thịt. Chấm thịt ạ. Vâng. Ngoài những cái nguyên liệu này ra thì mình còn cái loại nguyên liệu nào độc đáo hơn không anh? Đây có, mình có tai chua này. Ừ. Tai chua cũng, đây là quả cái cây chân rừng đấy. Vâng. Mình tẩm ướp cá. Để tay chua thì nó có vị chua để tạo cái cá nó có độ thanh của thịt. Không những tạo được cái vị chua mà nó còn khiến món ăn trở nên thanh hơn đúng không ạ? Vâng. Vâng, với tất cả những nguyên liệu đã được chuẩn bị rất chu đáo như này thì bây giờ anh có thể chế biến được ngay không ạ? Ok, mình sẽ đi vào làm luôn. Dạ. Đầu tiên mình sẽ làm món xôi tam sắc. Xôi tam sắc. Vâng. Vâng ạ. Anh ơi, với món xôi tam sắc này ấy, thì trước tiên chúng ta phải làm như nào? Cái đầu tiên ấy là mình phải lấy cái lá cẩm về để mình đun xôi để nó ra cái màu đấy, như màu đây. Để tạo cái màu xong mình lấy nước màu của nó, mình sẽ ngâm với gạo. Ngâm gạo tầm độ 3 tiếng sẽ ra màu như là mình đã đun. Ra màu vàng đúng không ạ? Ra màu vàng. Vâng. Thì là em tưởng rằng lá cẩm chỉ có ra là màu đỏ đúng thôi. Có nhiều, nói chung là gọi lá cẩm nhưng rất nhiều màu. À. Có loại 3-4 màu. Có màu tím, màu đỏ và màu vàng như đây. Để ra màu vàng như thế này, như anh nói rằng là trước tiên mình phải làm đầu tiên là luộc ạ. Đầu tiên mình sẽ luộc lấy cái lá này xong luộc xôi. Luộc nó sẽ ra màu màu vàng như này màu, ạ. Màu của lá màu vàng. Vâng. Đây là cái nước mà mình đã đun. Sau mình đun xong mình phải thêm một ít mỡ để tạo độ sánh. Độ sánh để mình trộn để nó có thể ngấm để giữ màu ở cái hạt gạo mình nhé. Để mình đồ cái gạo tam sắc thì mình phải lấy cái xôi gọi là gạo nếp nương.
được dân bản địa ở đây trồng ở trên nương, trên đồi. Mình có thể dùng những cái loại gạo nếp khác được không ạ? Hay bắt buộc phải là nếp nương? Đây mình bắt buộc phải lấy nếp nương. Cái nếp nương tạo cái độ thơm và mềm dẻo hơn khi mà mình ăn. Vâng, để mình đầu tiên mình sẽ ngâm gạo. Vâng. Mình để như này khoảng bao lâu hả anh? Thế mình để trong độ 3 tiếng. 3 tiếng ạ? Vâng. Vâng. Tiếp theo là cái gạo màu tím. Vâng. Màu tím thì cũng tương tự như là màu vàng. Mình cũng lấy cái lá cầm mình đun lấy nước. Vâng. Khi nào mà cái nước của nó ra màu tím thì mình sẽ mang ra, khi nào nguội mình sẽ ngâm gạo này đúng không? Ngâm với gạo. À, đây ạ. Cái gạo này đã ngâm được khoảng bao lâu rồi anh? Đây là ngâm được 3 tiếng rồi. 3 tiếng rồi ạ? Em thấy là cái màu tím, sắc tím nó ngấm hết vào trong cái hạt gạo rồi. Như này là mình đã đồ, mình có thể đồ được rồi. Vâng ạ. Anh ơi, em thấy rằng những cái hạt gạo này ấy, hình như đã ngấm hết cả cái màu sắc, như kiểu sắc tím hay là sắc vàng rồi sao, đúng không ạ? Đúng rồi đấy. Đây mình đã ngâm được 3 tiếng thì mình kiểm tra xem hạt gạo thế mà nó nở đều thì mình có thể đồ. Cái hạt gạo mình đã ngâm đủ độ nở của nó. Đấy, mình đã thấy nở đều thì mình có thể đồ được luôn. Đã được ngâm được 3 tiếng rồi. Vâng. Mình có thể cho vào chõ để đồ. À. Vậy trong quá trình đồ này thì mình có cần phải chú ý gì không anh? Khi mà đồ ấy mình phải chú ý, quan trọng nhất là cái lửa. À. Và mình không quá lửa to, lửa không quá to. Và kiểm tra cái độ nở của hạt gạo. Mà khi mà mình kiểm tra và cầm xem cái hạt gạo nó mà mềm mà vừa đủ độ thì mình có thể gọi là được rồi. Mà đợi đồ sôi đúng không ạ? Thì anh em mình sẽ làm món tiếp theo là món cá lam hấp ống tre đúng không anh? Cá lam hấp ống tre. Vâng. Đầu tiên mình sẽ cắt cá quả đây, mình đã lọc phi lê này. À vâng. Lọc phi lê rồi đấy. Đây, mình sẽ cắt miếng cắt khúc nhỏ nhỏ ra. À. Mình đã cắt khúc cá nhỏ ra rồi. Vâng. Mình sẽ tẩm ướp cá. Vậy là nguyên liệu thì đã xong hết rồi đúng đây đúng không ạ? Rồi, đây là đủ nguyên liệu. Vâng. Vậy bước tiếp theo thì anh sẽ làm cái gì tiếp theo? Tiếp theo mình sẽ cho gia vị. À, gia vị đây thì gồm có những gia vị gì ạ? Gia vị này có mì chính này, à, muối này, à, tiêu này, với ít hành nêm. Hành nêm. Và không thể thiếu cái mắc khén. Cá mình đã ngâm được 15 phút. Vâng. Đã đủ độ gia vị và nguyên liệu đã ngấm vào thịt. Mình để cho cá vào ống lam. Ống cho lên đồ. Vâng.
ngoài hấp này ra thì mình còn có thể nướng được đúng không anh? Có thể nướng. Nướng thì mình cũng cho lên bếp than mình nướng bình thường ạ. Mình đun, tìm cái củi khô về đun cháy. Mình có thể đun hẳn ở cái hẳn vào cái cây ấy. À, đun hẳn dưới này đúng không ạ? Vậy sau khi mà đã cho cá vào ống tre rồi thì anh em mình sẽ hấp luôn đúng không ạ? Rồi. Hay mang đi hấp rồi luôn. Mình đã xong rồi thì sẽ hấp. Sau công đoạn chế biến, món cá lam xuất hiện đầy hấp dẫn bởi hương vị của ống tre, của lá chuối hòa cùng mùi thơm ngậy của thịt cá cùng các gia vị khác, tạo nên một sản phẩm làm nức lòng thực khách. Bên cạnh đó là hương thơm tự nhiên của gạo nếp nương được kết hợp với màu sắc của lá cầm đầy rực rỡ và sống động. Và các bạn thân mến, với sự giúp đỡ của bếp trưởng Khà Văn Long thì những món ăn đã được chuẩn bị hết sức chu đáo và đã hoàn thiện đây. Hiện nay thì trước mặt tôi thì là món xôi tam sắc rất là bắt mắt. Bên cạnh đấy thì hương vị rất thơm của món cá hấp ống tre đúng không ạ? Anh Long ơi, em có thể hỏi anh một câu này được không ạ? Đấy là khi mà lúc chế biến ý, anh có sử dụng là ống tre tươi. Vậy thì mình có thể sử dụng ống tre khô được không anh? Tốt nhất là mình nên dùng ống tre tươi, vì ống tre tươi nó sẽ tạo cái mùi vị của cây tre. Cái nước mà từ cái cây tre để ngấm ra cái đồ ăn mình ấy sẽ tạo mùi thơm đặc trưng của cá lam. Thế những cái món ăn này thì thường thì khi nào người dân tộc mình hay chế biến ạ? Thường là người dân tộc mình hay làm vào những ngày lễ, và ví dụ như có khách quý đến nhà mình ấy. Đây là mình có thể làm để đón tiếp khách vào những ngày lễ hội hoặc là có việc gì trong gia đình. Vâng, trong khi mà chế biến ấy thì anh có nói rằng là cái lá cẩm, có thể có rất nhiều cái loại lá cẩm để chúng ta có thể làm nhiều màu sắc khác nhau. Vậy thì khi mà thưởng thức những cái loại xôi, ví dụ như là xôi tím này, xôi vàng này, thì cái hương vị của nó có khác nhau không ạ? Cái hương vị thì nó đều giống nhau, khác nhau ở chỗ cái màu. Và cái lá nó cũng y hệt như nhau, nhưng mình khi mà mình đun lên thì nó lại ra màu khác nhau, có màu vàng, màu đỏ và màu tím. Và điều tuyệt vời nhất đối với thực khách có lẽ là không gian thưởng thức ẩm thực. Còn gì thú vị hơn khi bạn vừa được ăn những món ăn truyền thống của cư dân bản địa, lại được phóng tầm mắt ra xa, thưởng thức khung cảnh đẹp đẽ của núi rừng nơi đây. Và các bạn, khi đến Mai Châu Hòa Bình thì chúng ta không những được tìm hiểu về đời sống sinh hoạt của cư dân bản địa mà còn được thưởng thức những món ăn độc đáo của vùng đất này. Hy vọng chương trình ngày hôm nay đã đem đến cho quý vị và các bạn những hình ảnh hết sức sinh động về Mai Châu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!